Ngày mùng 8 tháng 6, tuyên án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên tử hình Trần Phước Tân, 40 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Trợ Mới, An Giang, về tội giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021, Trần Phước Tân lái xe máy chở vợ về thăm gia đình vợ tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang. Sau đó Tân đến nhà anh nữ HD, ở gần đó uống rượu và biết cháu NTCV, 12 tuổi, con anh D muốn có điện thoại di động thông minh để học trực tuyến nên Tân giả vờ hứa mua điện thoại cho về. Khoảng 14 giờ ngày mùng 6 tháng 11, Tân đến nhà rủ Năm đi mua điện thoại, Năm đồng ý. Tân trở về đến nhà trọ tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên thực hiện hành vi hiếp dâm đối với về. Đến 5 giờ sáng hôm sau, Tân trở về đến nhà bạn tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên nhậu tiếp. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, vợ Tân điện thoại nói gia đình về đang tìm về và bảo Tân trở về về. Sợ bại lộ hành vi hiếp dâm, Tân nảy sinh ý định giết về để che giấu. Tân trở về đến khu vực núi két thuộc xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, ra vờ kêu về lên núi hái thuốc rồi dẫn về đến chỗ vắng người để giết về. Sau đó Tân xuống núi lấy xe đến khu vực Phà Châu Giang, thành phố Châu Đốc thì bị bắt giữ. Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Tân bị khởi tố để điều tra. Tân từng có tiền án 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về Tân lại tiếp tục phạm tội.